tháng 2 đi trên các con đường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp rực rỡ của hoa ban, loài hoa biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Cuối tháng 2, đầu tháng 3 là thời điểm hoa ban nở rộ nhất. Hoa ban nở trắng khắp lưng đèo, đỉnh núi, đặc biệt trên các con đường thành phố Điện Biên Phủ. Mùa hoa ban kéo dài đến hết tháng 4 và thường gắn liền với nhiều lễ hội, trò chơi của đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc. Truyền thuyết về loài hoa này gắn liền với một người con gái xinh đẹp tên là Ban. Biết bao chàng trai si mê theo đuổi nhưng Ban lại đem lòng yêu chàng trai nghèo, tài giỏi tên là Khum. Gia đình Ban không chấp nhận chàng trai, họ ra sức ngăn cản, chia rẽ. Không cam chịu chia ly, hai người đành bỏ trốn mong được sống hạnh phúc cùng nhau. Chàng và nàng chết đi khi tình yêu còn chưa trọn vẹn. Nàng hóa thành loài cây có sắc hoa trắng tinh khôi, man mác tím. Người dân lấy tên nàng đặt cho loài hoa ấy là ban. Từ đó, trong tiềm thức người Tây Bắc, hoa ban biểu trưng cho sự thủy chung son sắt và vẻ đẹp trắng trong của người con gái. Dưới đây là những điểm hoa ban nở đẹp. Thứ nhất phải kể đến đó là thành phố Điện Biên Phủ, rất tuyệt vời để ngắm hoa ban. Xã Thanh Minh, đoạn đầu vào thành phố, cổng chào, đường Kinh Tả, chùa Linh Quang, khu hầm Đờ Cát gần cầu Mường Thanh, đường vào Nghĩa Trang, Tông Khao, bậc thang lên tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là các điểm nhiều hoa ban ở thành phố. Những nơi này cây ban được trồng thành hàng dài hai bên đường. Nhóm điểm thứ hai ngắm hoa ban tuyệt vời đó là cửa khẩu Tây Trang. Từ thành phố Điện Biên Phủ, du khách đi theo quốc lộ 279 khoảng 35 km sẽ tới Tây Trang. Ngay lối vào bên ngoài khuôn viên cửa khẩu trồng rất nhiều hoa ban. Trên đường đi, du khách sẽ cũng thấy rừng ban trắng trên núi hoặc khu vực bản La Ư. Nhóm điểm thứ ba là cung đường từ huyện Mường Trà sang huyện Mường Nhé. Khu vực có hoa ban nở đẹp là bản Nà Sự, nằm trên quốc lộ 4H, dọc trục đường thuộc tuyến Mường Nhé. Ngoài ra, du khách có thể ghé các rừng ban trắng để có những bức ảnh độc đáo đẹp nhất như Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, Chiêu Ly, xã Sa Lông, huyện Mường Trà, bản Dư O, huyện Điện Biên Đông hay Đậm Cúm, huyện Mường Ảng. Một hàng cây trải dài uốn theo khúc cua, có cây toàn hoa, có cây đan xen lá. Điểm cộng cho nơi này là xa thành phố nên vắng, không có người chụp nên du khách thoải mái có thể check in những bức ảnh tuyệt vời. Đối với hoa ban, loài hoa mọi người yêu thích